Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 22 tháng 3 năm 2023. Em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng của bác anh chị. Xem ơn cái đầu chốt liên hệ với em nha. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Ship code ship toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Đông mình ship hết nha. Nói chung khách mua là mình ship nha. Bây giờ mình sẽ test máy. Nay máy tính bảng mình về nhiều, mình review máy tính bảng trước rồi tới điện thoại. Rồi anh em có về bếp 4 nha. Ai bếp 4? iPad thì cô bác anh chị đã biết là nó là dòng 10 inch nha. iPad là 10 inch. Em không có đem máy, không có đem rồi iPad 4 nha, 10 inch. Cái này không xài sim nha. iPad 4 32GB không xài sim. Máy sạch không vướng tài khoản. Em để tài khoản này cho các bác anh chị xài nè. Các bác anh chị không có tài khoản để xài, còn các bác anh chị nào có tài sản bản thì cứ bấm đăng xuất ra cho em. Cái này là iPad 4 chui xài iPhone 10 inch. Máy cũng được trên 80%. Cây này không xài sim nha cả nhà. 16GB không xài sim, 32GB không xài sim nha. Màu bạc, 32GB không xài sim, màu bạc. Máy đẹp keng nha, 1.450.000 cho khách. Tình trạng máy thì được trên 80% nha, không lỗi lầm gì hết nha cả nhà. Nói chung tình trạng sao em báo hết nha. Máy lỗi đâu bán cho các anh chị được. Rồi 1.450.000 cho các anh chị, 32GB không xài sim. Rồi cây này 32GB xài sim luôn, 32GB xài sim. iPad 4 luôn nha cả nhà, iPad 4 32GB xài sim nha. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha. Mặt kính trước, mặt sau thì còn dán nha. Khách nào bán cho em xài còn dán, em chưa lột ra nha, mới nhập về chưa rảnh lột ra. Thì máy cũng được trên 80% full hết nha, full hết chức năng luôn. Tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho quá anh chị. Máy sạch không vướng tài khoản. Cây này 32GB xài sim. Giá là 1.550.000 cho cô bác anh chị, 1.550.000. Rồi iPad 3 cây này 16GB không xài sim nha, 16GB không xài sim, 1.100.000 cho cô bác anh chị nha. Màu bạc luôn. Nói chung đa phần iPad lấy táo là màu bạc nha. Còn cô bác anh chị khỏi là vấn đề pin nha. Nói chung máy iPad á, một năm mấy nay em bán toàn là iPad thôi, không có nhập mấy dòng khác nha. Là pin không xài, không rớt nó, để là một tuần lễ không hết pin luôn nha. Còn ví dụ xài em cho một ngày luôn á, coi YouTube suốt luôn, hát karaoke suốt luôn rồi cho một ngày luôn á. Máy là pin con trâu nha. Tại cái này nó tới 5 cục pin lắm, dòng này cầm pin lắm nha cả nhà. Cây này iPad 3 16GB không xài sim, 1.100.000 cho các anh chị. Rồi em có một cây iPad 2 16GB không xài sim luôn. Cây này em tải sẵn luôn nè, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho các anh chị luôn. Cấu hình mạnh luôn nha. Em quên em cây quay rồi cho nên em quay hơi khó. Rồi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha, iPad 2 nha. Máy sạch không vướng tài khoản luôn nha, 1 triệu nha cả nhà. Triệu cho các anh chị luôn nha. Nó xây là xây đậu rồi. Rồi. Giá 1 triệu. Máy đẹp keng nha. Rồi bây giờ em review điện thoại nha cả nhà. Em về nhiều điện thoại lắm nha, 128GB nhiều lắm nha. Quốc bán hàng bên em là cộng cho em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cài điện thoại vẫn được, mặc gói Momo. Khách nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn nha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship. Nói chung cọc là hình thức không bị bơm hàng nha cả nhà. Còn có bác anh chị hỏi cọc cài điện thoại là sao, cọc cài điện thoại là có bác anh chị cứ đọc mã số thẻ cào qua đây cho em, rồi ở đây em nạp, khỏi cần đọc số seri, đọc đúng mã số thẻ cào cho em là rồi em trừ cọc ra nha. Ở muốn mua hàng thì cứ liên hệ em, các bạn Zalo Nguyễn Thành nha. Rồi em review iPhone đi nha. Cây này iPhone 6 lút, mật khẩu số 0 không dùm em. Đặc biệt dòng iPhone thì em để mật khẩu số 0. Máy sạch không vướng tài khoản luôn. Tài khoản này em để cho khách nào không có tài khoản thì xài thôi. Còn ví dụ khách nào có tài khoản rồi thì bấm đăng xuất ra dùm em. Cây này 16GB, 1.400.000 của anh chị luôn nha. Máy đẹp keng luôn, màu bạc. Mất chân tay nha, 6 lút nha. Rồi này cũng 6 lút luôn. Cái này 64GB nha. Máy nó vàng đồng luôn, tặng ốp lưng trong luôn.
1.600.000 cho cô anh chị luôn. Sáu lút xong 4.000 mất chân tay 1.600.000. Cây này màu vàng đồng luôn, 16 ghi luôn, mất chân tay 1.400.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi em có về cây 6 ít lút nha, 6 ít lút, cây này màu bạc. Em còn khăn tiếng, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi vỏ riêng không thay luôn nha, mặt sau thì nó hơi bị tróc xi một tí nha, tróc dày đồ. Rồi mặt kính trước thì không trầy xuống nhiều nha. Cây này là 16 ghi. Cây này 16 ít lút. Cây này dùng coi lợi coi nó như ghim quên rồi. Sáng nhập nhiều quá quên nha cả nhà. Cây này 6 ít lút 16 ghi. Mất chân tay nha cả nhà, 6 ít lút 16 ghi mất chân tay nha. Có tặng ấp lưng nha cả nhà. Có tặng ấp lưng đẹp cho khách. Rồi cây này giá 6 ít lút 16 ghi, giá 1.650.000 cho bác anh chị luôn. 1.650.000 6 ít lút 16 ghi nha, ít nha. 1.700.000 cho bác anh chị luôn nha. 1.700.000 có tặng ấp lưng nha. Rồi tiếp theo, cây này cũng 64 ghi màu bạc luôn nha. Em quay sơ lược hơn, có bác anh chị nào muốn xem mình cặn kẽ thì cứ kết bạn Zalo mình hình nha. 64 ghi 1.600.000 cho các anh chị. Rồi nay có về cây Samsung nha. Samsung này, Samsung gì em quên rồi, bữa em có bán cây nè, máy màu trắng nha. Em chiên Samsung chính hãng nha, A3 nha, A300 RAM 2 16 ghi, màn hình 4 chấm mấy nha, màn hình nhỏ gọn nha. Xài đi làm hồ, coi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được luôn nha. 16 ghi. Rồi cây này giá 600.000 cho quý anh chị nha. 600.000 xài chữa trái, xài đi ruộng làm hồ cũng được. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo em có về Nokia nha. Nokia cây này Nokia 5.1 nha. Nokia 5.1 Android nó tới 10 chấm. RAM bao nhiêu quên rồi, để em yêu coi RAM 32GB nha. Nokia 5.1 32GB. Chưa sạc tay si nha cả nhà. Máy được trên 80% này nha, máy đẹp can nha. Có một cây dơ Nokia duy nhất 1.100.000 của anh chị nha. Nokia 5.1 chưa sạc tay si, kèm phụ kiện nha, là tặng dây sạc nha, không có con cóc nha cả nhà. Cái ship khách tự trả nha, khách cọc trên 200k thì em bao ship. Rồi cây này là khách cọc 100k khách tự trả ship. Rồi tiếp theo em có về cây A21S máy màu trắng nha. A21S máy màu trắng, RAM 3 32GB pin 5000 nha cả nhà. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha. Ship hàng tới cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha, tình trạng sao báo. Còn shipper không cho xem hàng thì cô bác anh chị cứ liên hệ với em nha, em sẽ liên hệ shipper cho xem hàng đàng hoàng. Còn ví dụ em ship hàng là thường em ship là hôm nay ship ngày mai tới nha, mà cô bác anh chị nào mà chưa nhận được hàng thì liên hệ với em giùm nha, em sẽ liên hệ với shipper. Rồi A21S RAM 3 32GB màn hình 6.5 nha, chưa sạc tay si, giá 2.100.000 cho các anh chị nha. 2.100.000 máy màu trắng. Rồi tiếp theo nay em có gì, A51 nha. A51 máy cũng được trên 80% nha, gần 90% nha, màn hình 6.5, pin thì 4.000 nha cả nhà. Cây này thì được ngay màn hình to nhưng pin 4.000 128GB nha, RAM 6 128GB, máy màu xanh nước biển. Cây này em kèm ốp lưng nha, tặng ốp lưng cho cô anh chị, ốp lưng với dây sạc. Nói chung mấy máy mắc tiền mỏng anh tặng ốp lưng cho cô anh chị ship đi cho nó an toàn. Rồi cây này giá 2.700.000 cô anh chị nha, 2.700.000. Rồi A10S 32GB máy màu xanh, cây này là pin 4.000 nha. A10S pin 4.000, màn hình 6.1, 6.2 vậy nha.
1.400.000 không biết anh chị nha, 1.400.000 A10s. Rồi G2 Dream nha, G2 Dream ra màu G78 nhưng vẫn xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được nha cả nhà. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha, máy xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hết. Rồi giá 500.000 cho các anh chị nha, 500.000 có 3 cây nha, 500.000. Rồi nay dây 10 về 13 rồ mắt nha, màu đen nha, màu xanh đen 13 rồ mắt màu đen. 13 thì nó dày hơn 12 nha, 13 thì cái điện thoại nó dày hơn. Hàng này là hàng Singapore nha cả nhà, hàng sách tay của Singapore nha. 13 em có 4 cây nha, vàng đồng nữa, vàng đồng đậm nha, vàng đồng đậm, vàng đồng nhạc. Rồi 2.200.000 của bán chị nha, 13 rồ mắt 512 g, 13 rồ mắt nha. Cái này là hàng sách tay của Singapore nha cả nhà, hàng sách tay của Singapore loại 1 luôn, không phải hàng chính hãng nha, hàng chính hãng không có giá này đâu nha cả nhà. Em chỉnh vào chế độ màn sáng. Rồi 512 g phiên bản loại A nha. Rồi giá 2.200.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi 12 rồ mắt nha, 12 rồ mắt em có 2 cây màu xanh đen nha, 12 rồ mắt thì 12 rồ mắt là giá 1.800.000 cho cô bác anh chị nha. 12 rồ mắt 1.800.000 với 1 cây vàng đồng luôn, 1.800.000. Máy đẹp can nha, đẹp trên 80%, cũng hàng sách tay của Singapore nha. Giá 1.800.000 cho cô anh chị. Rồi tiếp theo iPhone 6G còn gọi là 6 thường nha, em có một cây là 64GB mất vân tay nha, tặng ốp lưng, máy cũng được trên 80% nha. Giá 1.100.000 cho các anh chị. Còn cây này 16GB là còn vân tay nha, 16GB còn vân tay, em cũng bán giá 1.000.000. À, cây này 32GB còn vân tay nha, 32GB còn vân tay thì giá cũng 1.100.000 nha cả nhà. Cây này 64GB cũng bán đồng giá luôn, 1.100.000 luôn nha cả nhà, 64GB luôn, 1.100.000 luôn. Rồi tiếp theo bàn phím nha, xài chữ trái đi ruộng nghe gọi luôn, IT nha, máy này nó như cái bát thăm vậy nha cả nhà, 100.000 nha, chỉ có 100.000 thôi. Rồi tiếp theo Samsung A02s nha, em có cây màu xanh với cây màu trắng nha, 1.800.000 cho các anh chị, 1.800.000 A02s, pin 5.000, màn hình 6.5, máy cũng được trên 80%. Rồi Oppo A5s máy màu đỏ nha, cây này có tặng ốp lưng nha, 1.400.000 cho các anh chị luôn. Oppo A5s 1.400.000 có tặng ốp lưng, dây sạc, máy màu đỏ. Rồi tiếp theo Huawei 2i RAM 464GB, 1.350.000 cho các anh chị nha, RAM 464GB 1.350.000, máy màu đen. Redmi 16GB nha, Redmi gì em quên nè, bữa hôm em cũng có bán mà lâu rồi không bán cây này. Realme C2 nha, Android 9 chấm, ROM 2 16GB, máy đẹp can nha. Rồi 1.100.000 cho các anh chị nha, 16GB 1.100.000, máy cũng được trên 80% nha nha. Rồi tiếp theo A50 nha, em có 2 cây màu xanh và 1 cây màu xanh đen nha, RAM 4 64GB, pin 4.000, màn hình 6.4, rồi xanh đen luôn, A50 giá 2.000.000 cho các anh chị nha. Rồi Samsung Z7 Plus RAM 3 RAM 4 32GB, Z7 Plus RAM 4 32GB, màn hình 5.5 nha, học online, hát karaoke được nha,
coi YouTube. Rồi 1.400.000 cho các bác anh chị, 7 lướt 1.400.000 còn gọi. Rồi A30S RAM 464GB pin 4.000, màn hình 6.4. Rồi 1.900.000 cho các bác anh chị nha. Máy màu xanh tặng ốp lưng, kèm dây sạc nha. Cái hàng bán máy là phí ship khách tự trả. Khách cộng trên 200.000 thì em bao ship, khách cộng 100.000 thì khách tự trả phí ship. Em tặng dây sạc nha, chưa sạc TC nha. Nói chung mỗi cái máy kèm theo dây sạc, tùy theo có tặng ốp lưng không, không không tặng nữa, nói chung tùy máy nha. Rồi cây này 1.900, A30S 1.900. Rồi A50S nha. A50S. RAM 464GB pin 4.000 luôn. Màn hình 6.4 luôn nha cả nhà. Đa phần máy em nhập về cho quý anh chị á, là máy phải đẹp trên 80% nha, gần 90% nha. Quan trọng nhất là pin và màn hình cho quý anh chị nha. A50S giá 2.100.000 cho quý anh chị. Rồi sẵn review luôn A50 luôn. A50 hai cây màu xanh nha. RAM 464GB, màn hình 6.4 luôn, tặng ốp lưng trong cho khách luôn. Camera trước, camera sau. A50 thường thì giá là 2 triệu nha, A50S là 2.1 triệu. Này A50 thường hai cây màu xanh nha, tặng ốp lưng. Giá 2 triệu cho quý anh chị. Rồi RAM. Rồi tiếp theo A02S nha, RAM 32GB, màn hình 6.5. Pin thì 5.000 nữa nha cả nhà, máy màu xanh và màu trắng nha, giá 1.800.000 cho các bác anh chị nha. A02S 1.800.000 nha. Redmi A9 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 nha. Màn hình to nha, chơi game là chùm luôn nha cả nhà. Đánh game là chùm luôn á. Liên Quân Chi Phai. Rồi. Giá 1.350.000 cho khách nha. 1.350.000. Cây này lúc trước là em bán 1.600.000 nhưng cây này 1.600.000, 1.700.000 không. Nói chung hàng tuột, em tuột theo hàng. Em nhập máy rẻ làm bán rẻ cho các bác anh chị có máy xài. Rồi 1.350.000 A9 Realme. Và sẵn với cây Samsung này luôn. Samsung A02 RAM 32GB, pin 5.000, màn hình 6.5 luôn nha, máy màu xanh luôn nha. Màn 6.5, màn hình to luôn á cả nhà. Rồi giá 1.600.000 cho khách nha, 1.600.000. Rồi tiếp theo cây Huawei Y9 Dream. RAM 4 128GB, màn hình 6.5, pin 4.200, 4.300 nha cả nhà. Mấy cái cây này là có tầng lẻ không sạc pin luôn á, chưa sạc TC nha. Tần lễ không sạc pin luôn á. Đây em có hai cây Huawei luôn nha. Rồi 1.800.000 cho các bác anh chị nha. Camera lời thục luôn, lâu lâu mới nhập được hàng hiếm camera lời thục. Nói chung là em đã cố gắng bán rẻ hết mức có thể cho các bác anh chị rồi nha. Nói chung bán giá mềm ok, hữu nghị cho người ta xài, em mau ra hàng, em đi nhập máy về nhiều, bán nhiều, bán lẻ cho khách. Rồi 1.800.000 Huawei Y9 Dream 128GB nha, giá 1.800.000 cho các bác anh chị. Rồi tiếp theo Vivo nha. Vivo này RAM 32GB, pin 5.000 nha cả nhà. Em vừa coi Vivo gì em quên rồi. Vivo 2026 nha, RAM 32GB, pin 5.000, Android 11 chấm, máy màu xanh tím nha. Giá 1.600.000 cho các bác anh chị nha. Chưa sạc, chưa sạc Samsung nha. Rồi tiếp theo, rồi phiên bản đặc biệt A7, phiên bản đặc biệt nha, dán thường lực và ốp lưng rồi nha. RAM 6 128GB nha cả nhà. Cái này là phiên bản đặc biệt nha, lâu lâu mới nhập. A7 2018. Để em vô dung lượng máy cho cô bác anh chị xem nha. RAM 6 128GB, giá 1.900.000 nha. A7 năm 2018 1.900.000, màu đen nha, màu đen lông chuột nha, 1.900.000. Rồi A11 RAM 32GB, màn hình 6.3 6.4, pin 4.000 nha, giá 1.650.000 cho quý anh chị luôn nha. A11 1.650.000. Rồi tiếp theo A20S RAM 32GB, màn hình 6.5, dễ chưa là lớn em.
Nói chung em bán máy cho khách là quan trọng nhất, màn hình và pin nha, pin là con trâu nha. Nói chung là máy cầm pin nha. Rồi cây này A20 nha, dán lên phù. Rồi 1.650.000 cho quý anh chị luôn. Huawei Y7 Pro RAM 3 32GB. Rồi cây này giá 1.000.000 luôn nha. Em có 2 cây, em bán anh cây rồi. Cây này giá 1.000.000 cho quý anh chị luôn. Rồi Y7 Gym RAM 3 32GB, màn hình 5.5. Học hát karaoke, coi YouTube, TikTok, mọi thứ full hết nha. Rồi cây này giá 1.050.000 cho các anh chị, 1.050.000. Em có vàng đồng và màu hồng nhạt. Còn cây này mấy gốc này hơi chốc xi, em dán full HD rồi nè. Rồi cây này 950.000 cho các anh chị nha, 950.000. Redmi 7 RAM 3 32GB. Chơi game, đánh game liên quân Free Fire được nha. Rồi 1.200.000 cho anh chị. Vivo này RAM 3 32GB. Vivo RAM 3 32GB. Vô coi tên máy em quên. Vivo 1811 Android 8. RAM 3 32GB. 1.150.000 cho các anh chị nha, 1.150.000. Máy màu xanh đen. Rồi A10 RAM 32GB, màn hình 6 inch 6.1 nha cả nhà. Giá 1.150.000 cho các anh chị. Oppo A3s RAM 3 32GB nha. Thường cây này chỉ có RAM 2, còn cây này RAM 3 nha. Màn hình 6.2, pin 4.000 luôn. Rồi cây này giá là 1.300.000 cho các anh chị luôn. Rồi em còn một cây X7 nha, màn hình công nhẹ nha, X7 màn hình công nhẹ. Rồi 1.250.000 cho khách luôn, X7. C6 RAM 3 32GB, màn hình 4.7 nha. Cây này giá 1.000.000 nha. Các bạn, anh chị xem clip của Thế Hàng cảm thấy hay, nhấn chuông, đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để có động lực làm nhiều clip hay cho cả nhà cùng xem và bán được nhiều đồng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.